Huấn luyện viên Kim Sang Sik thể hiện quyết tâm cùng với đội tuyển Việt Nam để hướng tới chiến thắng trong ngày ra mắt trước Philippines ở vòng loại thứ hai World Cup 2026. Ngày mai là trận đấu đầu tiên của tôi sau khi nhận nhiệm vụ huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Việt Nam. Dù chỉ có 5 ngày ngắn ngủi để có thể chuẩn bị, nhưng tôi đã cố gắng để truyền tải triết lý lối chơi của mình đến các học trò. Tôi tin rằng chúng ta sẽ có kết quả tốt vào ngày mai. Huấn luyện viên Kim Sang Sik mở đầu buổi họp báo trước trận gặp Philippines diễn ra vào buổi trưa ngày 5 tháng 6. Huấn luyện viên Park Hang-seo từng hòa Afghanistan trong trận ra mắt cách đây 5 năm. Tuy nhiên, thì huấn luyện viên Kim Sang-sik cho biết mục tiêu của ông là giúp cho đội tuyển Việt Nam chiến thắng trong ngày ra mắt của mình trên cương vị mới. Ông Park Hang-seo ra mắt với kết quả hòa. Mục tiêu của chúng tôi ngày mai là giành chiến thắng. Bản thân tôi biết áp lực khi dẫn dắt một đội tuyển quốc gia, nhưng chúng tôi có sự ủng hộ của người hâm mộ, được thi đấu trên sân nhà và có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Tôi tin chúng tôi sẽ có trận đấu tốt vào ngày mai. Huấn luyện viên Kim Sang-sik nhấn mạnh. Nói về các buổi tập đã qua cùng với đội tuyển Việt Nam, huấn luyện viên Kim Sang-sik thẳng thắn, sau 5 ngày theo dõi và tập luyện, tôi có thể nói rằng Hùng Dũng và đồng đội có đam mê bóng đá lớn hơn những gì tôi từng nghĩ. Tôi nghĩ cầu thủ Việt Nam vẫn có thể phát triển hơn về tư duy chiến thuật, khi cầu thủ phát triển thì có nghĩa là đội bóng cũng đang phát triển. Nhà cầm quân người Hàn Quốc chia sẻ thêm, tôi cũng mong muốn trở thành người anh của các cầu thủ Việt Nam. Chữ anh có nhiều ý nghĩa, chẳng hạn như là trong cuộc sống hàng ngày, tôi sẽ là người anh trong gia đình. Còn trong tập luyện, tôi sẽ cố gắng hướng dẫn, định hướng các cầu thủ để cho họ hiểu được và làm được theo yêu cầu chuyên môn một cách chính xác nhất. Tôi sẽ cố gắng tạo ra một sự kết nối để có thể mang đến điều tốt nhất cho các cầu thủ. Đội tuyển Việt Nam không còn nhiều cơ hội để đi tiếp. Tuy nhiên thì huấn luyện viên Kim cho biết, ông cùng với các học trò vẫn sẽ nỗ lực hết sức vì hành trình dài sắp tới. Dù thời gian ngắn nhưng mà các cầu thủ đã thấu hiểu về triết lý và chiến thuật của tôi. Các bạn đang cố gắng từng ngày để chiến thắng và điều đó làm cho tôi khá tự tin. Tôi hy vọng các cầu thủ cũng sẽ chiến đấu với sự tự tin đó. Mong người hâm mộ sẽ tiếp tục ủng hộ cho đội tuyển Việt Nam, ông Kim nói. Khi được hỏi sẽ lựa chọn ai giữa Nguyễn Philip và Đặng Văn Lâm cho vị trí trong khung gỗ, vị chiến lược gia này cho biết. Hiện tại thì các thủ môn của đội đang tập luyện tốt. Tôi đã trao đổi thêm về huấn luyện viên thủ môn. Rất khó để có thể lựa chọn nhưng tôi sẽ tiếp tục theo dõi để có thể đưa ra quyết định vào ngày mai. Về phần mình, huấn luyện viên Tom Senfiet của Philippines đánh giá cao sức mạnh của đội tuyển Việt Nam nhưng vẫn khẳng định quyết tâm giành chọn 3 điểm ở cuộc đối đầu sẽ diễn ra vào tối ngày 6 tháng 6 tới. Đội tuyển Việt Nam là một đội bóng mạnh sẽ là thử thách khó cho Philippines. Tôi biết đội tuyển Việt Nam vừa thay đổi huấn luyện viên trưởng nên chúng tôi khó có thể đoán được đội hình của họ. Gần đây thì Philippines cũng có một số cầu thủ mới. Trong số những lần đối đầu gần đây, Philippines chỉ có hai lần thắng Việt Nam. Dù biết là khó khăn nhưng chúng tôi sẽ cố gắng để giành 3 điểm trong trận đấu ngày mai. Huấn luyện viên Tom Senfiet mở đầu buổi họp báo trước trận diễn ra vào trưa ngày 5 tháng 6. Chúng tôi đã nghiên cứu kỹ về tuyển Việt Nam qua nhiều video và chất lượng tuyển Việt Nam hiện nay. Cầu thủ Việt Nam có kỹ năng tốt, khả năng kết nối tốt, Cầu thủ trẻ dày dặn kinh nghiệm, họ là một đội bóng mạnh của Đông Nam Á và tôi thích phong cách của đội tuyển Việt Nam. Vừa qua thì tôi ngạc nhiên về kết quả của Việt Nam ở Asian Cup. Huấn luyện viên Tom Senvis cũng cho thấy những hiểu biết nhất định về huấn luyện viên Kim Sang-sik phía bên đội tuyển Việt Nam. Một số cầu thủ của chúng tôi đã từng tiếp xúc với ông Kim Sang-sik trước đây. Tuy nhiên chúng tôi sẽ không biết ngày mai ông Kim sẽ áp dụng phong cách thi đấu trước đó của Việt Nam hay là chiến thuật mới mẻ hơn. Ở trận đấu trước chúng tôi thua, nhưng hiện tại đội có sự chuẩn bị tốt cho trận đấu này. Chúng tôi có tinh thần tốt, hy vọng ngày mai đạt kết quả như mong muốn, nhà cầm quân này nói. Huấn luyện viên Tom Senfiet từng có kinh nghiệm dẫn dắt 12 đội tuyển quốc gia khác nhau. Tuy nhiên, vị chiến lược gia kỳ cựu này cũng không cho rằng đây là lợi thế giúp cho ông có thể đánh bại đội tuyển Việt Nam của huấn luyện viên Kim Sang-sik. Tôi không nghĩ đó là lợi thế để tôi có thể tốt hơn ông Kim Sang-sik. Đây là lần đầu tiên ông Kim dẫn dắt đội tuyển quốc gia, nhưng ông ấy từng thành công ở cấp câu lạc bộ. Tôi kỳ vọng ông Kim và bản thân tôi cũng tin tưởng đội ngũ cầu thủ của mình. Ngày mai không phải là cuộc đối đầu của hai huấn luyện viên mà là hai đội tuyển quốc gia. Ông Tom Senfiet nhấn mạnh nhà cầm quân này cũng tiết lộ ở trận đấu gặp việt nam sắp tới philippines sẽ tung ra đội hình có sự tăng cường một vài cái tên nhập tịch mới